Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Mình đang ở đồng ruộng trước nhà mình nha các bạn. Và bây giờ đang là buổi sáng sớm ấy, sáng nay mình rảnh thì mình sẽ đi tìm tổ chim nhá. Đó, mình sẽ đi tìm tổ chim ở trong sình này. Đó, trong sình kiểu này thì hay có những tổ bìm bịp, những tổ chim cứu bùi rùa đỏ, rồi nhiều loài chim khác nữa nha các bạn. Đó, còn những cái dòng chim chỏ mào, bách thanh hay là bông lau nó không làm ở trong sình đấy nhá. Đó, bây giờ mình sẽ ngồi theo dõi nha các bạn. Vừa nãy mình thấy chim bìm bịp kêu ở gần mình nhá. Các bạn ơi, sau một hồi theo dõi thì mình thấy một con bìm bịp thám mồi xuống chỗ này nhá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ xuống đó nha các bạn ơi, xem là có tổ không nhá. Mình đã thấy tổ bìm bịp rồi các bạn ơi, không biết là có gì đây. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Có hai trứng nha các bạn ơi. Đây là chim bìm bịp cóc nha các bạn. Vừa nãy thì mình thấy tha mồi, nhưng mà bây giờ mình tìm thấy tổ thì lại có hai trứng. Chắc mình nghĩ là chim bố đang tha cho chim mẹ ấp trứng nha các bạn. Đó, hoặc là chim mẹ đang tha cho chim bố ấp trứng nha các bạn ơi. Đó, chứ thực sự thì chưa nở nhá. Đó, rồi mình sẽ không động chạm gì đến cái tổ của nó đâu nha các bạn ơi. Đó, và cái tổ khứa bùi đầu đỏ ấy đang ở gần đây nhá. Bây giờ mình sẽ đi thăm lại xem là đã nở chưa nha các bạn. Ở video trước mình quay cho các bạn xem là có hai trứng đấy. Rồi, đi thôi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, ba trứng nha các bạn. Đó, ba trứng. Thì cái lúc mà mình quay cho các bạn xem hai trứng ấy, thì cách bây giờ khoảng gần 2 tuần nha các bạn ơi. Thế thì cũng gần nở rồi đấy nhá. Đây. Đó. Đó. Rồi. Con chim bố và chim mẹ bây giờ đang hót ở gần mình nha các bạn. Tức là nó đang kêu gần mình nhá. Đó. Mình sẽ để lại thôi nha các bạn. Và đến khi nào mà nở ấy thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Chim mẹ nuôi con nha các bạn ơi. Và cái tổ bìm bịp kia nữa. Bìm bịp kia là bìm bịp cóc nha các bạn. Nó làm tổ rất thấp nhá. Đó. Còn chim bìm bịp bà ấy, nó làm tổ trên cao. Và con đó to hơn. Đó. Rồi. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.